Rồi chào quý anh em nha, đây là có cái cây Càng Yên ở Đinh Thái rất là xuất sắc luôn nè, tình trạng siêu đẹp luôn. Lâu rồi mới thấy được cây Càng Đinh Thái nhìn theo xem đẹp như vậy nha anh em, đỉnh không, rất là đẹp nha, đúng Đinh Thái nha anh em nha, chơi là chơi đúng Đinh Thái nha. Càng sau này, cao su sau là không có chữ nha anh em, cao su sau là không có chữ nha, đỉnh không, rất là đẹp. Nhìn này anh em, bóng không có gần như không có nốt mũi đốt luôn. À, rất là đẹp nha anh em. Ở đây có chỗ này sương một nốt đây nha anh em, sương một nốt nhẹ đây thôi, còn lại là cực đẹp luôn. Đinh Thái mà được cỡ như này đây anh em, kiếm là gần như không có đâu nha. Đây có hai cái đẹp gì đâu, chủ xe nó cắn sẵn cho anh em luôn nè, về chỉ vậy xài thôi. Bao là không mục lủng nha anh em nha. Đây mặt trong rất đẹp, không mục lủng, không có chày hay là bị hàn đắp gì hết nha anh em. Đó, về là xài liền thôi, cái này thì đẹp vip rồi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha, mức giá là 1 triệu cái cây này nha anh em nha. Nó hơi đắt nhưng mà nói chung là anh em nhìn anh em đủ hiểu rồi. Anh em nào chơi hàng vip thì anh em thấy cặp này đây này anh em chốt ngay rồi chứ không nói gì ha. Rất đẹp luôn, xe tầm 5-70 triệu 100 triệu cho cây này thoải mái nha anh em nha. Tại vì cây này nói chung là rất là đẹp rồi nên là anh em không phải lo đâu. Đó thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt nha, một cây duy nhất nha anh em, rất đẹp luôn.